Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, các bạn thân mến. Vào ngày 22 tháng 9 năm 2021, Bamboo Airways và GE Aviation thuộc General Electric của Mỹ vừa ký thỏa thuận 2 tỷ đô để mua động cơ gen và gói bảo dưỡng cho Boeing 787-9. Cùng ngày, Bamboo Airways cũng công bố đường bay thẳng Việt, Mỹ và ra mắt Aviaor, liên doanh của Aviaser EPS Asia với vai trò tổng đại lý chính thức của hãng tại Mỹ. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý từ truyền thông Thái Lan. Trên kênh YouTube TTT Online đã cho đăng tải video nói về sự kiện này. Video đã thu về rất nhiều view và bình luận từ độc giả Thái Lan. Có dân mạng thì khen ngợi sự điều hành thông minh của chính phủ chúng ta, nhưng cũng có nhiều độc giả lại cho rằng Bamboo đang đi theo vết xe đổ của Thái Airways. Không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ hãy cùng mình xem một số bình luận để biết dân Thái nói sao về sự kiện này nhé. Trong một thời gian ngắn nữa, tôi có thể sẽ bay Việt Nam Airlines đi Mỹ vì máy bay mới, phi công, tiêu chuẩn phục vụ tốt, an toàn, vé rẻ. Thái Lan bắt đầu đi ngược dòng kênh, Việt Nam đang bắt đầu tiến lên, Việt Nam đã khác rất nhiều. Chính phủ Việt Nam đủ thông minh để lựa chọn đứng giữa, lấy lợi ích của người dân Việt Nam là chính, có thể làm tăng chi phí đầu tư từ tất cả các bên, đừng cuồng phương Tây, cũng đừng từ bỏ Trung Quốc. Nguyễn Xuân Phúc từ thủ tướng lên làm chủ tịch nước, ông đã giúp Việt Nam phát triển nhanh chóng. Theo dõi Bamboo, chờ nghe kết quả. Một quốc gia khôn ngoan sẽ thịnh vượng, các vị thần không thể làm nên quốc gia. Giàu có cho dù bạn có giỏi đến đâu, bạn có thể giỏi mọi thứ, nhưng một bộ não thông minh có thể làm cho quốc gia thịnh vượng. Chúc mừng Việt Nam, các bạn đang có điều đó. Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Nếu bạn muốn phục hưng đất nước, hãy để Mỹ đến đầu tư vào các hãng hàng không. Nếu làm được như vậy thì Thái Lan sẽ không phải bán nước. Đến Mỹ, người Thái thích đến Hàn Quốc bằng cách đến Seoul để quá cảnh bởi vì họ tin vào tiêu chuẩn Hàn Quốc chắc chắn, không cần phải căng thẳng, ha ha. Kinh doanh hàng không phá sản khắp thế giới, đại úy cứu hỏa, tiếp viên cứu hỏa khắp thế giới, mua máy bay cho hãng hàng không 60 tỷ, tư bản Việt Nam thiệt là mắt tay. Không phải để đóng một chiếc tàu điện cho tất cả mọi người, họ đã đợi 13 năm, nhưng lại dùng tiền để mua một động cơ, mặc dù không biết khi nào chuyến tàu điện đầu tiên mới được chạy. Do Hoa Kỳ tặng vaccine, bạn phải mua thứ gì đó như thế này để trao đổi. Các quan chức Thái Lan giàu nhất thế giới, đặc biệt nếu họ là lãnh đạo. Thái Airways thua cuộc vì điều này. Việt Nam đã đi quá xa, để bạn suy nghĩ. Quay trở lại Thái Lan, hãng hàng không nước này phá sản, sau đó lấy tiền thuế mang đi. Vaccine phải xin chủ đầu tư tài trợ, tàu vẫn không chạy, một số người rất hữu ích. Người Thái đã suy nghĩ và làm điều này trước đây với hãng hàng không Thai Airways bay thẳng đến Mỹ, kết quả không đáng là bao, và món nợ cho đến ngày nay, đặc biệt là bây giờ, không cần phải nói đến nó nặng hơn so với khi Thai Airways làm, hãy đợi để có được nó, chờ đợi món nợ sẽ theo sau. Việt Nam, phát triển đất nước mà không cần dựa vào Trung Quốc chút nào, không có thiết bị y tế từ Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Mỹ. Họ vẫn chưa sợ 787, phải không? Đừng như chúng tôi một lần nữa. Trước đây, có hãng hàng không từ Thái Lan đến Mỹ, nhưng nó không đáng vì chuyến bay quá dài và chi phí cao. Từ Việt sang Mỹ không khác gì nhau. Tình cờ, tôi có thể mua một chiếc máy để đậu trống một lần nữa. Các hãng hàng không trên khắp thế giới rất tuyệt. Hãy chờ xem để cạnh tranh với các hãng hàng không trên thế giới, Việt Nam có cạnh tranh được không? Chính trị là cộng sản, nhưng giao dịch với những đất nước dân chủ, kết cá nhưng ăn tiết canh, gọi là chim hai đầu. Việt Nam là anh em với Trung Quốc, sao Việt tệ quá? Đừng bỏ rơi anh trai của bạn như Trung Quốc. Việt Nam đứng đầu ASEAN, chúng tôi vui mừng vì đất nước của bạn có một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa. Hàn Quốc, Việt Nam và Singapore đi đầu ở châu Á. Không có thứ gì miễn phí trên thế giới, Hoa Kỳ nói cho bạn biết, ha ha. Bài học đau đớn của Thai Airways, bay thẳng từ Thái Lan đến Los Angeles bị thua lỗ. Mỹ bắt đầu kiếm tiền tại Việt Nam. Nếu là Thái Lan thì tất cả đều được thực hiện tại Trung Quốc. Việt Nam, đứng đầu là Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước. Hậu quả của Sinvac, Nguyễn bị trúng đạn. Nếu người Thái mua ở giai đoạn này, người ta phản đối từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Tuy nhiên, nhà bạn không có ý kiến phản đối dễ dàng chấp thuận. Xem này, các nhà lãnh đạo Việt Nam thông minh hơn Thái Lan, chỉ đi mua chúng, mua máy để lắp ráp máy bay thôi, làm tốt lắm. Việt Nam mua một lượng lớn rác thải. Thấy không, không có gì là miễn phí. Mỹ nói là tặng vaccine miễn phí cho Việt Nam, nhưng Việt Nam phải mua động cơ máy bay. Khoan đã, không có người Việt nào bảo bạn bỏ tiền ra mua vaccine là hay có vaccine sau này. Thái Lan mua tàu ngầm của Mỹ thì không ai chửi đâu ha.
xin tiền từ các công ty đa quốc gia lớn để mua vaccine. Vậy họ lấy tiền đâu ra mua máy bay? Những kẻ tham nhũng ở Thái Lan phải đứng về phía Trung Quốc. Lợi ích của các chính trị gia bây giờ theo đuôi châu Á và sau đó là Thái Lan. Tại sao riêng Việt Nam chỉ có những điều tốt đẹp và những điều thịnh vượng? Họ đi lên, chúng ta đi xuống. Tôi thấy Việt Nam mua máy bay về làm hãng hàng không cũng lạ. Tự tạo thương hiệu công ty xe hơi, mua công nghệ BMW đắt tiền, gửi xe đi Mỹ, châu Âu quốc gia có rào cản thương mại cao. Hàng chục tỷ bạt mỗi nước trong khi thị trường riêng của họ không có khả năng mua và Covid-19 khiến mọi người không thể bay hoặc nếu bay sẽ tốn nhiều tiền vé hơn. Điều mà sự cạnh tranh của các hãng hàng không rất cao vì các hãng hàng không lớn tốn nhiều tài nguyên hơn. Tại sao người Việt mua nó với giá 60 tỷ, nhưng không có tiền mua vaccine? Trở lại đất nước của tôi không nhìn thấy tương lai chút nào. Thai Airways thua lỗ vì tham nhũng, mọi thứ đều đắt đỏ và họ phải cung cấp các chuyến bay miễn phí với những người thân của các quan chức cao. Nhìn lãnh đạo của ta còn phải cầu cứu, tương lai ở đâu, người Thái? Tôi thấy tội nghiệp cho người Thái, danh tiếng xưa nay đã sang tay Việt Nam rồi, chỉ biết lấy những tin tức về sự thành công của Việt Nam để đọc. Hãy nắm bắt lấy nó, Việt Nam đang phát triển vượt bậc, nhưng đất nước của tôi đã xuống dốc. Ngày nay, động cơ Trung Quốc rẻ hơn và tốt hơn nhiều so với động cơ hơi nước. Video đến đây là hết, nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nếu các bạn có video nào muốn add làm thì bình luận.